ăn uống không nhai được phải không? Há miệng nghe tiếng lục cục à? Sáng ngủ dậy đau mỏi vai cổ gáy nữa hả? Đến Vinalight ngay nhé, có khi là bị viêm khớp thái dương hàm rồi đấy. Khớp thái dương hàm là khớp động duy nhất của phần sọ mặt. Khớp bao gồm diện khớp của xương hàm dưới và diện khớp của xương thái dương, cùng các thành phần khác như là bao khớp, dây chẳng khớp, đĩa khớp và mô sau đĩa. Khớp thái dương hàm có vai trò quan trọng giúp cho hàm đóng, mở để thực hiện các hoạt động như là ăn, nói, nuốt. Đau khớp thái dương hàm có thể do nhiều lý do. Trong đa số các trường hợp, sự khó chịu và đau đớn liên quan đến khớp thái dương hàm chỉ là tạm thời và bạn có thể kiểm soát bằng các biện pháp tự chăm sóc tại nhà. Hãy thử áp dụng các cách sau đây khi bị đau khớp thái dương hàm nhé. Cách 1. Chườm nóng và lạnh. Nếu cảm thấy đau nhói ở khớp thái dương hàm, hãy sử dụng túi chườm lạnh trong khoảng 10 phút cho cả hai bên hàm. Có thể chườm lặp lại sau mỗi 2 giờ nếu cảm thấy cần thiết. Lạnh sẽ khiến các dây thần kinh bị tê đi và sẽ không còn nhạy cảm trong việc gửi các thông điệp đau đớn tới não bộ nữa. Ngược lại, trong trường hợp cảm thấy đau nhức âm ỉ kéo dài thay vì đau nhói từng cơn, bạn nên chườm túi chườm nóng. Nhiệt độ cao sẽ làm tăng lưu thông máu và thư giãn các vùng cơ hàm. Có thể ngâm một ít khăn trong nước nóng và luân phiên sử dụng chúng áp lên khu vực đau trong khoảng 20 phút. Cách 2. Massage. Xoa bóp khu vực xung quanh khớp thái dương hàm để làm giảm sự căng cứng của cơ và tăng lưu thông máu đến khu vực này cũng là cách điều trị hiệu quả. Há miệng và chà sát các cơ quanh khớp thái dương hàm cho đến khi chúng hết co cứng. Ngậm miệng lại, lặp lại các động tác massage nhiều lần trong ngày. Cũng có thể xoa bóp các cơn đau bằng ngón trỏ phía trong khoang miệng. Xoa bóp các cơ liên quan ở hai bên cổ cũng có thể làm giảm căng thẳng gây đau hàm. Cách 3. Duy trì tư thế đúng. Khi ngồi trên ghế, bạn nên cố gắng ngồi thẳng thay vì cúi về phía trước. Hãy đảm bảo cằm không bị lệch về phía trước ra khỏi trục dọc của cơ thể, vì điều này sẽ gây căng thẳng cho lưng và cổ, dẫn đến đau khớp hàm. Nhiều người có thói quen nghe điện thoại bằng cách kẹp điện thoại giữa má và vai để được rảnh tay, nhưng cách này sẽ làm căng cơ hàm và cổ. 4. Đeo máng thư giãn cơ, hay còn gọi là máng nhai. Đây là loại máng mà Vinalight vẫn đang sử dụng để điều trị cho khách hàng bị rối loạn khớp thái dương hàm. Máng thư giãn cơ ở Vinalight sử dụng phổ biến trong điều trị nghiến răng và thường mang vào ban đêm khi ngủ trong khoảng thời gian 3 đến 6 tháng. Một trường hợp máng nhai được chỉ định mang liên tục 24/24 trong khoảng 3 ngày đầu, sau đó mới mang vào ban đêm. Vừa rồi là 4 cách mà Vinalight mách bạn để có thể kiểm soát cơn đau khớp thái dương hàm. Các bạn hãy đón xem video cách kiểm soát cơn đau khớp thái dương hàm phần 2 để biết thêm các cách giúp làm giảm đau khớp thái dương hàm nhé. Vinalight chúc bạn có một hàm răng thật chắc khỏe.